Quốc Anh chào các bạn. Gần đây, bạn có nhìn thấy nhiều con số 1111 hay không? Con số này có thể xuất hiện trên đồng hồ, trên biển số xe, trên điện thoại, hoặc bất kỳ nơi nào bạn để mắt tới. Nếu bạn liên tục nhìn thấy một con số nhất định, đó là bởi vì có một thông điệp tâm linh đang được gửi đến bạn. Con số 1 được liên kết với sự khởi đầu mới sức mạnh và hành động. Các rung động được khuếch đại của con số 1 trong con số may mắn 1111 cho thấy rằng những cơ hội mới tuyệt vời đang đến với bạn. Bạn là một người tích cực. Hãy giữ thái độ này ngay khi gặp những khó khăn. Những cánh cửa sẽ bắt đầu mở ra xung quanh bạn. Ước mơ của bạn sẽ sớm trở thành hiện thực khi bạn gửi những ý định tích cực của mình vào thế giới. Điều này có thể liên quan đến sự nghiệp và thành công trong công việc hoặc đời sống tình cảm của bạn. Bạn biết những gì bạn đang muốn. Với con số 1111 luôn xuất hiện, bạn có thể chắc chắn rằng mình được yêu thương và hỗ trợ trong suốt chặng đường bởi vũ trụ. Những cơ hội mới tuyệt vời đang đến với bạn. Tuy nhiên, con số này cũng có thể là lời cảnh báo. Những cơ hội này chỉ xuất hiện nếu bạn sẵn sàng suy nghĩ tích cực và làm việc chăm chỉ. Vũ trụ đang nhắc nhở bạn, tư duy tích cực và chăm chỉ sẽ được đền đáp. Bạn cũng có thể thấy mình nhìn thấy rất nhiều con số này trong khi bạn đang trải qua quá trình tìm hiểu bạn từ sự là ai và tất cả những gì về bạn. Bạn có thể nhìn thấy con số một nhiều hơn như một dấu hiệu khuyến khích và xác nhận sự tiến bộ của bạn. Bạn đang đi đúng hướng để đạt được sự cân bằng trong chính bạn và trong cuộc sống của bạn, thông qua các kết nối và trải nghiệm của bạn. Một khi bạn hoàn toàn đón nhận và chấp nhận bản thân mình, hành trình yêu thương bản thân và thăng hoa tâm linh thực sự mới bắt đầu. Khi bạn khám phá những vết thương của đứa trẻ bên trong, những cái bóng của bạn và coi chúng như một phần con người bạn, bạn sẽ nâng tần suất rung động của mình ngày càng cao hơn. Cũng có khả năng bạn sẽ thấy nhiều con số 1111 hơn khi bạn sắp thức tỉnh tâm linh và rung động của bạn trở nên cao hơn những suy nghĩ và niềm tin mới đang trên con đường của bạn với những nhận thức về vũ trụ và tâm hồn bạn đang diễn ra đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời đối với bạn với niềm tin được sắp xếp lại bạn là một người tâm linh tuyệt vời với rất nhiều những cơ hội để trưởng thành và phát triển chỉ cần nắm lấy khía cạnh tâm linh của bạn và tận hưởng sự thức tỉnh tâm linh này bạn sẽ trở thành một người táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn và hoàn toàn bình yên với chính mình. Vì cần một số điều chỉnh cho đến khi bạn tích hợp tần số cao hơn đó vào năng lượng của mình, nên con số 1111 sẽ ở đó để nhắc nhở bạn bạn được yêu thương và hỗ trợ như thế nào trong suốt hành trình này. Những người thân yêu đã khuất có thể sử dụng số 1111 để gửi tin nhắn cho bạn. Nếu gần đây bạn vừa mất người thân, và đang nhìn thấy con số 1111, người thân của bạn đang muốn bạn biết rằng họ vẫn ổn và an toàn. Họ đang gửi cho bạn tình yêu và những rung cảm tích cực, hỗ trợ bạn từ cõi tâm linh cao hơn. Dành thời gian để nhớ đến những người thân yêu của bạn và những gì họ có ý nghĩa đối với bạn trong cuộc sống. Hãy biết rằng họ luôn ở bên bạn bằng cách này hay cách khác. Đối với một số người, nhìn thấy con số 1111 là vì họ đột nhiên nhìn thế giới theo một cách hoàn toàn khác nhìn thấy con số này có thể là một sự thức tỉnh tâm linh về lâu dài bạn sẽ trở thành một người mạnh mẽ và thông minh hơn tuy nhiên ngay bây giờ rất nhiều điều bạn cần phải đối diện khi bạn nhìn thấy con số này vũ trụ đang nói với bạn mọi chuyện vẫn ổn và vũ trụ đang hỗ trợ bạn ngay bây giờ nếu con số này xuất hiện trong bối cảnh tình yêu bạn phải nhìn vào bên trong và lắng nghe trực giác của mình. Nếu bạn còn độc thân, nhìn thấy con số 1111 có nghĩa là bạn có khả năng mang tình yêu mới vào cuộc sống của mình bằng sức mạnh của những dự định của bạn. Lắng nghe tâm hồn của bạn và dành thời gian để tìm ra những gì bạn thực sự muốn từ tình yêu. Bạn là một người mạnh mẽ và tuyệt vời và điều cực kỳ quan trọng là phải hiểu rõ bản thân để có thể yêu người khác một cách trọn vẹn bạn có thể sớm nhận ra một nhận thức mới về tình yêu bỏ lại sau lưng những thói quen yêu cũ nếu bạn chào đón cách mới này vào cuộc sống của mình đồng thời đưa năng lượng và rung động của bạn ra ngoài vũ trụ thì rất có thể bạn sẽ sớm gặp được tri kỷ của đời mình vào thời gian thần thánh các tần số của bạn sẽ thu hút lẫn nhau bạn sẽ hài hòa và bạn sẽ có được cảm giác cân bằng tuyệt đẹp nếu bạn đã có mối quan hệ tri kỷ nhưng có lẽ đã gặp phải một số vấn đề trong việc hòa hợp với nhau, thì việc nhìn thấy con số 1111 là một thông điệp mà bạn cần phải hành động để duy trì sự lãng mạn. Bạn biết bạn yêu người ấy của mình, và người ấy cũng biết điều đó. Tuy nhiên, sự lãng mạn là cực kỳ quan trọng trong các mối quan hệ, và bây giờ là lúc để hẹn hò và dành thời gian để gửi những rung động của tình yêu đến thế giới. Nếu bạn đang gặp vấn đề trong mối quan hệ của mình, con số 1111 đang nói với bạn rằng thái độ tiêu cực của bạn chẳng giúp ích được gì cả. Có thể bạn vẫn ở bên người yêu hay bạn đời của mình và nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng có những năng lượng tiêu cực đang đến từ bạn. Mọi chuyện sẽ không khá hơn nếu bạn vẫn còn khó chịu với người yêu của mình hoặc bực bội người ấy. Bạn có sức mạnh để tạo ra số phận của mình. Vì vậy, hãy làm điều đó. Còn số may mắn 1111 chỉ ra rằng bạn phải giải phóng quá khứ trước khi bạn có thể thực sự tiến về phía trước. Tất cả những gì bạn trải qua đã cho bạn sức mạnh mà bạn hiện có và dạy cho bạn những bài học quan trọng trong cuộc sống, ngay cả khi chúng cảm thấy đau đớn. Đã đến lúc buông bỏ những nỗi đau trong quá khứ của bạn, bạn đã sẵn sàng vượt xa con đường của mình và nâng cao sự rung động của mình. Nếu có một sự kiện cụ thể nào đó trong quá khứ khiến bạn đau khổ thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn phải nỗ lực để giải tỏa hoàn toàn sự kiện này và hàn gắn tình cảm của mình. Đừng để bất kỳ sự kiện nào trong quá khứ chiếm đoạt cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng bạn tồn tại trong thời điểm hiện tại là có lý do và bạn có công việc quan trọng phải làm trên trái đất. Con số may mắn 1111 là một dấu hiệu cho thấy bạn phải loại bỏ những cảm xúc ràng buộc bạn với quá khứ trước khi bạn có thể thực sự tiến về phía trước. Hãy nhớ rằng những khởi đầu mới cũng có thể là cơ hội để giải phóng những thói quen cũ không còn phục vụ bạn. Những khởi đầu mới có thể kích hoạt ký ức về những sự kiện đã qua và có thể cho bạn thấy còn nhiều việc phải làm trước khi bạn có thể thực sự bước tiếp. Cuối cùng hãy tin tưởng vào bản thân, bạn có tất cả các khả năng cần thiết để tiến lên phía trước thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.